Các bạn ơi, hôm nay mình đưa các bạn đến thăm một đồi chè của bà con dân tộc thiểu số ở vùng cao các bạn này. Đấy. Một đồi chè đây các bạn. Đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao người ta trồng chè rất là xanh tốt các bạn ạ. Mà chè này với thời tiết khí hậu ở đây này, nghe nói đồng bào nói là uống rất ngon các bạn. Nhìn chè đặc sắc các bạn, nước rất là xanh. Đó. Chè tứ sàn này các bạn. Đấy. Chè đang độ đang búp rất nhiều. Các bạn. Với khí hậu ở vùng cao ở đây rất hợp cho cái cây chè đây các bạn ạ. Rất là nước rất ngon các bạn. Hương vị thơm. Ngon các bạn ạ. Đó. Đồ chè bát ngát mênh mông các bạn. Rừng cọ đồi chè các bạn, bên trên người ta trồng những khóm cọ rất là đẹp các bạn nhỉ. Đó. Rất là ngon này. Chè rất là ngon các bạn. Chè này đồng bào dân tộc thiểu số người ta khác sao các bạn, thì người ta cũng không cần sao bằng máy móc đâu các bạn, người ta khác sao bằng những cái đồ dân tộc. Rất là những cánh chè rất là ngon mà đẹp các bạn.
Video của mình đến đây là tạm dừng các bạn nha. Các bạn có dịp về đây cùng thưởng thức những chén trà thơm ngon của đồng bào vùng cao các bạn nha.